có những niềm riêng, làm sao nói hết. Lần đầu tiên lại được nghe chính từ chị Hà kể về cái câu chuyện của đời mình. Và chưa bao giờ mình nghĩ là mình sẽ được gặp người ấy ngoài đời bằng xương bằng thịt. Lúc nào mà chị Hà hát đều cố gắng tranh thủ đi coi ở đây hay ở Mỹ hay là bất cứ ở nơi nào ha. Thì với một cái người mà hiểu chị Hà nhiều thì hôm nay cảm giác rất là mới lạ. Có mặt ở trong đêm diễn này đối với Trung là một cái sự vinh dự rất là lớn. Mọi người đến đây để nghe câu chuyện của Hà có phải không ạ? Hãy cho nhau yêu thương từ trong con tim, Hà chỉ cần có. Hà chỉ cần có thế thôi. Cái cảm xúc hôm nay mà cái show của chị Thanh Hà thật sự đó là đến từ cái trái tim của chị Thanh Hà. Những cái bài hát chọn thì nó cũng rất là phù hợp với lại cái cùng bậc cảm xúc của cái chương trình. Nó chính xác là cùng khóc và cùng cười theo những cảm xúc của chị Hà. Đình Bảo cũng lần đầu tiên được nghe những cái câu chuyện đó và thật sự mình cũng cảm thấy xúc động. Thích thú và chị Thanh Hà là một nghệ sĩ mà Linh rất là ngưỡng mộ. Lời hát thì rất là hay và trong lúc mà nghe món hát thì Bảo Yến Rosie đã khóc và không kiềm chế được và đã rơi lệ rất là nhiều lần. Bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường, không lẽ riêng mình em ơi mẹ thương con, xin đợi.